Lên mọi người. Quên, một em rất là to. Đây, em to nha mọi người. Ô, lên một em bự mọi người. Em có mây, có mây. Đây. Lên một em. Trời ơi, có cá phi mọi người. Dính luôn em cá phi nè. Chìm phao rồi. Ủa, trời trời, cá bự. Chìm phao rồi. Giờ vô mấy kìa. Lấy. Cá to. Rồi, oh, wow. To đồng luôn. Oh, lên một em to tướng luôn mọi người. Em cá rô mài kinh khủng. Đây. Lên một em. À, rất là to luôn mọi người. Cho chót bự. Lên một em. Rồi, hello mọi người nha, trở lại với kênh Quang Lâm Vlog nha. Hôm nay mình tiếp tục đi săn cá rô ngoài ruộng với mồi ong nữa mọi người. Đây. Đã phát đầu tiên nha. Lên. Một em đầu tiên mọi người. Lên luôn. Em đầu tiên mà rất là bé luôn. Đây nè, mình xem nè. Lên. Đụng nó im à. Mình câu một chút đây. Xếp xếp mấy bên đây nè. Rồi mình tiếp tục mọi người. Tiếp tục cho cái muống này mới câu thử dính mấy con cá to. Quay cho mọi người xem này. Em đang lòi mọi người. Quên, một em rất là to. Đây, em to nha mọi người. Rồi, tiếp tục nha mọi người. Giống dính em rô mài khủng nha. Lên. Lên. Đúng rồi, cá chốt bự. Cá chốt khủng luôn nè. Cá chốt hả? Đây, có rô rất là khủng nè. Chốt khủng luôn. Đó, có một em đang lôi ngầm xuống luôn mọi người. Không biết cá hay là tép đây. Lên. Ồ, một em khủng mọi người ơi. Khủng luôn nè. Cá chốt hả? Đây, một em có rô rất là khủng luôn nè. To, đó. Lên. Lên. Để gần đó chắc không thấy đâu, để xa xa chỗ anh á. Chỗ anh ngồi thôi. Chìm phao rồi. Ủa, trời trời, con cá bự. Chìm phao rồi. Vô vô máy kìa, lên nhìn đằng sau cái máy á. Con cá to. Rồi, oh wow. To đồng luôn. Rồi, tiếp tục nha mọi người. Nãy mới dính cộng đồng 4 mới giả. Bên kia ra muốn nhiều quá dính lưỡi câu nên chuyển qua đây nè. Lên một em. Trời ơi, có cá phi mọi người. Dính luôn em cá phi nè. Đó. Lên một em. À, rất là to luôn mọi người. Cho chót bự. Lên một em. Đây mọi người. Tiếp tục chỗ mới nữa mọi người. Lên một em bự mọi người. Ô, em này ốm. Em này ốm như cái cây luôn nè.
tiếp tục nha. Ô, lên con em bự mọi người ơi. Em có mai, có mai. Đây, rất là to luôn. Ôi, tiếp tục nha. Ô, lên một em bự nữa mọi người. Đây, em có mai tiếp tục. Tiếp tục mọi người. Móc ong nha. Ông này mời bén của cá rô mà. Đó. Tiếp tục nha. Ô, lên một em to tướng luôn mọi người. Ô, ô em cá rô mời kinh khủng. Đây. To gần bằng tay luôn rồi mọi người. Tiếp tục mọi người. Lên một em nhỏ. Đó, vừa thấy xuống là ăn luôn mọi người. Ô, lên một em to. Một em rô mài, một em rô mài. Đây. Ô, lên một em mời nữa mọi người. Đây, em mời uống nu luôn. Rất tuyệt vời nha. Rồi, tiếp tục nha mọi người. Tiếp tục một điểm mới nè. Rồi, có một em cá đang lôi mọi người. Lên một em go. To mọi người. Có một em đang ghi mọi người. Lên nha. Rồi xảy à. Ê mọi người, lên một em cá phi rất là to luôn nè. Mọi người cùng xem cá phi nè. Đen thui rất là đẹp luôn. Cá phi dữ nha. Cá phi dữ chưa. Đen đẹp, cá này nuôi là đẹp luôn á. Rồi đây là chiến lợi phẩm ngày hôm nay mọi người. Đó. Rất là nhiều cá rô nha. Đây. Đó, rất là nhiều luôn. Đó mọi người thấy chưa? Có cá rô nè, cá chốt, cá phi nữa. Rồi đó là những gì muốn chia sẻ cho mọi người xem giải trí ngày hôm nay nha. Đó, mọi người thấy clip thú vị nhớ để lại một like cũng như comment và đừng quên chia sẻ video ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong clip sau.